Trong một năm mà khu vực Đông Nam Á sẽ không có bất kỳ giải đấu chính thức nào dành cho cấp độ đội tuyển quốc gia, cuộc đua tranh cấp ở cấp độ trẻ sẽ trở thành tâm điểm của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cũng như là những tín đồ túc cầu giáo của khu vực. Với vị thế của những nhà đương kim vô địch của giải vô địch U23 Đông Nam Á, các chiến binh sao vàng trẻ sẽ phải sớm đối mặt với những thử thách cực đại. Khi mà cho tới thời điểm hiện tại, cả U23 Indonesia lẫn U23 Thái Lan đều đang muốn xoán ngôi chúng ta bằng sự chuẩn bị kỹ càng trước thềm giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 17 tháng 8 tới đây. Chức vô địch U23 Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm đầu năm 2022 có thể được xem là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của các chàng trai trẻ tới từ đất nước hình chữ S. Đứng giữa muôn vàn những khó khăn mà dịch bệnh Covid-19 tạo ra, thế nhưng các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn biết cách để vượt qua nghịch cảnh và bước lên đỉnh vinh quang. Thế nhưng với đặc thù của bóng đá trẻ, sẽ chẳng ai có thể đảm bảo được rằng một đương kim vô địch như chính U23 Việt Nam có thể duy trì được phong độ ở những giải đấu sau đó hay không. Bởi sau mỗi năm thì cũng sẽ đều xuất hiện thêm những ngôi sao trẻ mới, những tài năng mới đang sẵn sàng bước lên vũ đài và thể hiện cho tất cả thấy rằng họ đã sẵn sàng để tìm kiếm sự bứt phá trong sự nghiệp của mình. Dĩ nhiên những ông lớn khác ở khu vực Đông Nam Á cũng sẽ không chấp nhận việc để cho các cầu thủ trẻ của Việt Nam tiếp tục thống trị sân chơi khu vực và sẽ có những toan tính cho riêng mình. Với mục tiêu lớn nhất không gì khác ngoài chuất ngôi của các chiến binh sao vàng trẻ, để có thể làm được điều đó thì mỗi đội bóng đều đang có những kế hoạch cho riêng mình ngay từ khâu lựa chọn nhân sự cho tới ban huấn luyện để có thể tạo ra được sự khác biệt ở giải đấu được tổ chức tại Thái Lan lần này. Một trong những đội tuyển đang tỏ ra quyết tâm nhất ở hành trình tại giải trẻ lần này đó chính là U23 Indonesia, sau khi mà đại diện của đất nước xứ vạn đảo chính thức công bố danh sách triệu tập cầu thủ cùng với ban huấn luyện dành cho giải đấu trên đất Thái Lan. Nhìn vào bản danh sách này thì điều có thể khiến cho người hâm mộ giật mình chính là sự xuất hiện của thuyền trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia, chính là ông Shin Tae-jong ở băng ghế chỉ đạo của đội tuyển U23 nước này. Đây có thể được xem là động thái cho thấy sự nghiêm túc của Indo trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á. Khi đưa huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia xuống dẫn dắt đội tuyển trẻ chỉ để thi đấu ở một sân chơi cấp khu vực. Theo truyền thông của đất nước xứ vạn đảo, ông thầy người Hàn cũng đã công bố danh sách triệu tập bao gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá Indonesia. Nhìn vào danh sách này, không khó để nhận ra một vài gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện trong màu áo của đội tuyển quốc gia nước này như là Rizky Ridho cùng với Gaetan Suleman. Bộ đôi đang chinh chiến trong màu áo của câu lạc bộ Persija Jakarta, Afre Dera Dewangga, người đang thuộc biên chế của Semarang, hay cùng với đó là cả Ramanhan Sananta, cái tên đang chinh chiến trong màu áo của Persis Solo. Ngoài những cái tên đang thi đấu ở sân chơi quốc nội như trên thì ông thầy người Hàn Quốc còn quyết định gọi thêm hai cầu thủ nhập tịch từ Hà Lan là Iva Zener, người đang thi đấu cho câu lạc bộ FC Utrecht, cùng với cả Rafael Struik, cái tên thuộc biên chế của ADO Den Haag. Rõ ràng đây sẽ là lực lượng nòng cốt của U23 Indonesia ở sân chơi Đông Nam Á tại giải đấu sắp tới, thế nhưng cũng sẽ là những sự chuẩn bị cho chính vị chiến lược gia người Hàn Quốc dành cho hành trình ASEAN 19 đang tới gần. Một lần nữa, những gương mặt nhập tịch cùng với những cái tên quen thuộc, dày dặn kinh nghiệm thi đấu sẽ là lợi thế lớn giúp cho các chàng trai trẻ của U23 Indonesia trở nên tự tin hơn ở hành trình sắp tới. Sự xuất hiện của ông Shin Tae-jong cũng sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để các cầu thủ trẻ nỗ lực hết mình qua từng trận đấu để có thể tìm kiếm cơ hội cho bản thân trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Đây ắt hẳn cũng sẽ là nguồn động lực khổng lồ để các sao trẻ có thể tìm kiếm cơ hội bứt phá và đoạt lấy cơ hội cho riêng mình. Tuy nhiên, bên cạnh sự rốt ráo chuẩn bị cho tình hình lực lượng thì thượng tầng của bóng đá Indonesia vẫn đang tỏ ra khá im hơi lặng tiếng trong việc tìm kiếm các học trò của ông Shin Tae-jong, một đối thủ xứng tầm để tạo ra cơ hội cọ sát trước thềm giải đấu. Thậm chí, tờ Upzone của Vạn Đảo đã đưa ra nhận định rằng U23 Indonesia vẫn bình chân như vậy, trong khi mà cả U23 Việt Nam lẫn Thái Lan đều sớm có cơ hội để thử sức với những đối thủ được đánh giá cao trước thềm U23 Đông Nam Á. Một cây bút khác của Indonesia cũng đã nhận định rằng sự khác biệt đang được tạo ra trong khâu chuẩn bị của ba đội bóng được đánh giá là ứng viên vô địch của giải đấu. Huấn luyện viên Shin Tae-jong chưa tỏ ra sốt sắng trong việc rèn đội hình. Trong khi đó, cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đã lên lịch để đá giao hữu với những đối thủ chất lượng. Với những nét khác biệt trên thì người hâm mộ hoàn toàn có thể trông chờ hành trình ẩn chứa nhiều bất ngờ của Việt Nam, Thái Lan cùng Indonesia. Dù vậy, với những cái tên đã xuất hiện trong danh sách triệu tập mới đây thì cũng có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Shin Tae-jong, chúng ta có thể phần nào cảm nhận được rằng U23 Indonesia vẫn đang quyết tâm ra sao trong hành trình tại giải đấu trẻ sắp tới, với mục tiêu lớn nhất đó chính là chức vô địch sau khi họ đã không thể tham dự giải đấu được tổ chức vào năm ngoái. Trong khi đó, một ứng viên nặng ký khác cho ngôi vô địch của U23 Thái Lan cũng đang cho thấy sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị trước thềm giải đấu được tổ chức ngay trên sân nhà. Mới chỉ cách đây vài ngày thôi, thiếu huấn luyện viên trưởng của U23 Thái Lan là ông Isara Sritaro đã tuyên bố rằng
Chúng tôi muốn vô địch U23 Đông Nam Á vào năm 2023. Toàn đội sẽ thi đấu với 100% khả năng của mình trong từng trận đấu. Cũng thông qua giải đấu này thì chúng tôi cũng sẽ có được những đánh giá chi tiết hơn về đối thủ cũng như là khả năng của chính họ. Lời khẳng định đanh thép của thuyền trưởng U23 Thái Lan cho thấy quyết tâm đổi màu huy chương của voi chiến sau khi đã phải nhận thất bại trước chính U23 Việt Nam ở giải đấu cách đây 1 năm trong trận chung kết. Quyết tâm là vậy, thế nhưng nhiều khả năng U23 Thái Lan sẽ khó có được đội hình mạnh nhất với những gương mặt ưu tú để chinh chiến tại giải đấu dành cho cấp độ trẻ tới đây. Trong danh sách mới được công bố của U23 Thái Lan thì chỉ có 3 gương mặt từng thi đấu tại SEA Games 32 và những cái tên còn lại đa phần sẽ là những gương mặt lạ lẫm với người hâm mộ bóng đá khu vực. Tuy nhiên, giải vô địch U23 Đông Nam Á có thể cũng không phải sân chơi được thượng tầng của bóng đá Thái Lan thực sự quan tâm khi mà mục tiêu lớn nhất của họ sẽ vẫn là hướng tới đấu trường châu lục với những sân chơi như ASEAN ở quãng thời gian sắp tới. Ông Sritaro cũng chia sẻ thêm rằng đội bóng của tôi sẽ trải qua 3 giải đấu liên tục từ tháng 8 bao gồm giải Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á cùng với cả ASEAN. Lực lượng của đội ắt sẽ có những biến động nhất định và chúng tôi cũng không thể giữ nguyên một bộ khung trong suốt 3 tháng. Chính vì vậy mà người hâm mộ cũng có thể phần nào hiểu được rằng những cái tên sẽ góp mặt ở giải U23 Đông Nam Á sắp tới chắc chắn sẽ không phải là những gương mặt ưu tú nhất của bóng đá Thái Lan ở cấp độ trẻ, mà họ sẽ ưu tiên cơ hội dành cho những gương mặt tiềm năng mới. Mặc dù vậy thì Liên đoàn bóng đá nước này cũng đã có những bản kế hoạch rõ ràng trong trận giao hữu với Bahrain để lắp ghép đội hình và tối ưu những cái tên mà ông Sritaro có trong tay. Tính tới thời điểm hiện tại, mỗi đội bóng đều đang có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về mặt lực lượng lẫn lối chơi với mục tiêu lớn nhất không gì khác ngoài chức vô địch. Vòng chung kết U23 Đông Nam Á lần này còn có ý nghĩa hơn rất nhiều khi đây sẽ là sân chơi để các đội tuyển tổng duyệt lực lượng trước thềm ASEAN 19. Và với vị thế của những nhà đương kim vô địch thì U23 Việt Nam sẽ cần phải nỗ lực với 200% sức lực nếu như muốn bảo vệ được ngôi vương và khẳng định được vị thế của mình trước những đại kình địch trong khu vực.